nó giống như kiểu là anh em đi mổ gà mà lại lấy ra mổ trâu ra vậy đấy. Đi trong phố nó sẽ có một cái chút gì đấy cảm giác như nó không được thoát xe và rất khó chịu. Hey yo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Review Xe. Và hôm nay bên cạnh tôi là một siêu phẩm có giá khoảng 14 tỷ đồng đang được TF1 Auto ở Võ Chí Công chào bán. Và các bạn cũng đã nhận ra đây là mẫu xe đã từng lên sóng của Review Xe. Vâng, chiếc Lenovo Range Rover phiên bản Autobiography Long Wheelbase SV, bản cao cấp nhất, bản sinh viên. Phía dưới nắp capo này, đương nhiên rồi, khối động cơ 3.0. Nếu máy 5.0 ấy, thì mức giá bạn phải bỏ ra cỡ khoảng 25 tỷ đồng. Còn rất nhiều thứ để chia sẻ về mẫu xe này. Và trong video lần này, tôi sẽ nói hai điều. Một là những chi tiết tôi cảm thấy thú vị và thích thú nhất trên siêu xe đến từ nước Anh. Còn hai là vận hành. Mời anh em cùng theo dõi ngay bây giờ. SV Autobiography là mẫu xe sang trọng bậc nhất trong gia đình Land Rover. Với mức giá khoảng 13 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, Range Rover SV có rất nhiều trang bị hấp dẫn. Đầu tiên phải nhắc tới cấu hình 4 chỗ và trang bị bàn làm việc chỉnh điện cho hai vị trí ngồi sau. Đây là trang bị có sẵn trên bản SV, chủ xe có thể làm việc với laptop ngay cả khi đang ngồi trên xe. Vốn phục vụ cho nhóm đối tượng khách hàng cao cấp, Range Rover SV luôn đề cao sự hưởng thụ, thoải mái. Toàn bộ 4 vị trí đều được trang bị sưởi, làm mát và massage đá nóng. Chưa hết, nếu bạn muốn thưởng thức những ly champagne hay vàng mát lạnh, option tủ lạnh có sẵn trong xe đủ sức khiến chủ nhân cảm thấy thoải mái như đang ở trong những villa hạng nhất. Đề cao sự tiện nghi, thoải mái đến từng tiểu tiết, Range Rover SV có hộc để giày ở vị trí yên ngựa phía sau. Ngoài ra chỉ cần một nút bấm, ghế phụ phía trước lập tức tiến sát hết tầm để ông chủ ngồi sau có thể thoải mái thư giãn nhất. Nếu vào trong xe, muốn đóng cửa bạn cũng chỉ cần dùng nút bấm chứ không phải dùng tay kéo. Cuối cùng, ở khía cạnh giải trí, Range Rover SV Autobiography được trang bị dàn âm thanh vòm cao cấp Premium Sound Meridian với 29 loa, mang lại trải nghiệm như ngồi trong rạp hát. Rõ ràng với mức giá khoảng 13 tỷ đồng, Land Rover SV Autobiography có đầy đủ trang bị để chiều lòng khách hàng khó tính nhất. Còn bây giờ, mời các bạn đến với những trải nghiệm vận hành mẫu xe cực kỳ đẳng cấp này. Vâng, hiện tại tôi đang cầm lái chiếc Land Rover Range Rover Autobiography Long Wheelbase SV. Bản này đang được bán với giá 14 tỷ đồng anh em nhé. 14 tỷ đồng chứ không phải là 1,4 tỷ đồng đâu. Thế nên rằng anh em nào mà đi ra đường ấy, thấy mẫu xe nào mà nó dài, nó hoành tráng, nó bệ vệ, lại có chữ SV ở đằng sau thì tốt nhất là anh em nên tránh xa. Chẳng may va quệt vào là không có tiền mà đền đâu. Vâng, chém gió như vậy thôi chứ ngồi trên mẫu xe này thì thứ mà đập vào mắt tôi đầu tiên, ngoài những cái vẻ gọi là xa hoa, vẻ cao cấp của xe ra, thì là tầm quan sát. Bạn có thể quan sát tất cả mọi cái không gian ở bên ngoài một cách rất là trực quan. Bình thường khi lái xe thì bạn sẽ bị gần như là bị đóng hộp bởi những cái bức tường xung quanh xe như thế này. Nhưng không, ngồi trên mẫu xe này thì có tầm quan sát cực thoáng. Bây giờ để mà nói về ưu điểm trên Lenovo phiên bản SV này thì quá nhiều rồi. Sang trọng, đẳng cấp, hiện đại, công nghệ, tất cả mọi thứ. Nó tạo nên một mẫu xe Special Vehicle, vâng, một phương tiện đặc biệt. Lenovo họ coi chiếc xe này cảm giác như đứng trên tất cả các cái mẫu xe khác mà họ từng tạo ra. Và phiên bản SV, vâng, với ý nghĩa phương tiện đặc biệt là như vậy. Hiện tôi đang di chuyển ở chế độ Comfort. Vâng, khi di chuyển ở chế độ này thì vô lăng nhẹ, hệ thống treo êm ái, tất cả mọi thứ nó phục vụ cho chúng ta khi di chuyển trong đô thị như thế này. Và Lenovo thì họ nổi tiếng với cái gen off-road cơ. Khi bạn muốn di chuyển ở giải tốc độ cao rồi di chuyển off-road thì tất cả ở đây có rất nhiều chế độ lái cho các bạn tùy chỉnh. Và ngoài ra thì mẫu xe này còn có một chế độ gọi là phát hiện những cái địa hình, nó có thể tự động thích ứng. Và như vậy thì vấn đề của bạn chỉ đơn giản là có bằng lên xe đổ đầy xăng là có thể đi mọi ngóc ngách tại Việt Nam cũng như là trên cả thế giới nếu như bạn có thời gian rồi. Nói về công nghệ an toàn thì ở đây tôi sẽ có hệ thống là hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù trên gương. Ngoài ra thì là công nghệ hỗ trợ đỗ xe tự động. Vâng, những chị em nào mà thôi, thực sự là quảng cáo cái này nó cũng hơi thừa. Bởi chị em nào mà đã tầm lái chiếc SV này thì tôi nghĩ rằng là nên thuê lái thuê thời gian ngồi hàng sau, tận hưởng xem màn hình giải trí, rồi massage, rồi làm tất cả mọi thứ, làm việc. Còn nếu để lái mẫu xe này thì tôi nghĩ rằng nó có một nhược điểm
nho nhỏ với những người tham gia giao thông tại những đường phố đông đúc như ở Việt Nam, đó chính là khối động cơ 3.0 này. Nếu chúng ta di chuyển nhẹ nhàng thì cảm giác như là máy nó không được phát huy hết sức mạnh của mình. Giống như kiểu là anh em đi mổ gà mà lại lấy ra mổ trâu ra vậy. Đấy, đi trong phố nó sẽ có một cái chút gì đấy cảm giác như nó không được thoát xe và rất khó chịu. Nhưng ở giải tốc chỉ khoảng tầm 60 km/h thôi, đạp một phát nó lên luôn anh em ạ. Đúng kiểu là bốn bánh xe rất động, bốn bánh toàn thời gian, mọi thứ nó đẩy mình đi lên. Và lập tức thì lúc này chiếc xe nó đã bắn đi. Nhưng với cái trạng thái tăng tốc nó nhẹ nhàng, nó êm ái nhưng nó lại rất có lực. Đó chính là đỉnh cao của công nghệ khi trên các cái mẫu xe của Land Rover họ chú trọng vào một cái cảm giác lái về cái động cơ, dù đây chỉ là phiên bản 3.0 thôi. Thế mới thấy rằng bây giờ nếu mà anh em mua 5.0 ấy, thì nó hơi thừa thãi. Cơ 5.0 thì trong hãng bán khoảng 23 tỷ. Vậy tại sao anh em không tạm dùng cái bản này 3.0? Tôi nói thật là thừa thãi rồi. Luật cho phép chỉ di chuyển ở tốc độ cao nhất tại Việt Nam 120 km/h thôi. Vậy nên rằng mua phiên bản 3.0 này thì tiết kiệm được cỡ khoảng 10 tỷ, giải quyết được quá nhiều vấn đề luôn. Còn nếu bạn thích thì tôi tin rằng 23 tỷ hay kể cả rằng 230 tỷ với những người có tiền nó cũng chỉ là con số mà thôi. Mấy ngày trước thì tôi có ngồi trên chiếc GLS 600 Maybach. Vâng, phải nói là sau khi Range Rover họ ra phiên bản SV này thì cái sức ép lên thương hiệu Mercedes-Benz rất là lớn. Dù sao thì Mercedes-Benz nó đã thua Land Rover một chút về mặt thương hiệu rồi, về phần hình ảnh rồi. Và họ tạo ra chiếc GLS 600 như là để cạnh tranh vớt vát với đối thủ đến từ Anh Quốc này. Nhưng mọi thứ trên chiếc Land Rover này tôi cảm giác nó vẫn có chút gì đấy cao cấp hơn. Anh em cứ để ý rằng tất cả những cái chi tiết trên Land Rover này họ làm chỉn chu hơn, họ làm có chút gì đấy quý tộc kiểu dòng dõi, quý tộc kiểu nòi hơn. Còn Mercedes thì lại hơi thiên về một chút phô trương, một chút hiện đại và trẻ trung. Còn trên Land Rover họ vẫn giữ được rất nhiều những giá trị bảo tồn của xe. Bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một pha tăng tốc ở chế độ Comfort. Vâng, chế độ hiền lành nhất trên mẫu xe này. Anh em thấy này. Vâng, thôi. Không thể mạo hiểm, không thể nghịch ngợm với mẫu xe này được anh em ạ. 3.0 như thế này nó là quá khỏe rồi. Vấn đề ở đây đó chính là chiếc xe có khối lượng lên tới khoảng 2,3-2,4 tấn. Nhưng mọi cái bước tăng tốc của nó đều có thể đáp ứng được nhờ vào phần hộp số 8 cấp và hộp số 8 cấp ZF xử lý hết sức linh hoạt. Tất cả các ngưỡng chuyển số nó diễn ra êm ái, nó diễn ra nhẹ nhàng, khiến cho người ngồi sau biết là cái cảm giác tăng tốc nhưng lại rất dễ chịu, không hề bị cảm giác là vút đi. Nói qua một chút về hệ thống giải trí trên mẫu xe này thì chúng ta sẽ có hai màn hình cảm ứng 10 inch ở đây, rồi màn hình gối dành cho vị trí ông chủ ngồi sau. Đây là chiếc xe có cấu hình 4 chỗ, vậy nên các bạn không phải suy nghĩ gì về phần không gian, về độ thoải mái, độ rộng rãi của mẫu xe này đâu. Vâng, Land Rover thì có chiếc Discovery cũng rất hay, nhưng với cấu hình 7 chỗ hiện có mức giá khoảng 4 tỷ. Theo tôi đấy cũng là một chiếc xe hay, và thời gian tới tôi sẽ review, cố gắng cho các bạn một bài review thực sự chất lượng về mẫu xe 7 chỗ. Rất là nhiều người không thích chiếc Discovery bởi cái kiểu dáng nó hơi bầu bầu ở phía phần đuôi xe. Nhưng với bản thân cá nhân tôi thì Land Rover họ có lý do hợp lý để sản sinh ra mẫu xe đó. Quay trở lại với câu chuyện hệ thống giải trí thì ở đây chúng ta có hệ thống Ram Meridian. Vâng, Ram Meridian thì là đỉnh cao của Jaguar Land Rover rồi. Đâu đấy trong xe cỡ khoảng 24 loa nếu tôi nhớ không nhầm. Và bạn ngồi trong xe thì như kiểu là ngồi trong rạp hát luôn. Tầm này CGV, vâng, CGV vẫn đang đóng cửa, tạm đóng cửa để vì dịch Covid-19. Và bây giờ nếu mà bạn muốn xem phim hay muốn nghe nhạc rồi muốn thưởng thức một hệ thống âm thanh đẳng cấp, âm thanh vòm thì có thể tìm đến chiếc Land Rover phiên bản SV này. Thôi từ nãy đến giờ có vẻ như là chém gió hơi nhiều, mình cũng đang bị sa đà vào cái cảm xúc cá nhân. Thực sự với các bạn là để cầm lái một mẫu xe này đã khó,
để được cầm lái một mẫu xe phiên bản 2021. Và chỉ khoảng 1 tiếng nữa thôi là TF1 Auto giao cho khách hàng nó còn vinh dự cho bản thân cá nhân mình nhiều hơn. Và có lẽ rằng video của tôi xin phép được tạm dừng lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh em cũng như là cảm ơn các showroom đã ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho review xe trong thời gian vừa qua. Các bạn đừng quên like, subscribe cũng như là rung chuông để đón chờ những video mới thú vị hơn nữa.